Đó, căn nhà vườn của mình là sát bên căn homestay luôn ha. Tọa lạc ngay xã Long Tăng, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mặt tiền đường bê tông thông thường luôn nha anh chị. Đây, đây là ra đường nhựa này, khoảng tầm là một căn nhà là tới đường nhựa. À, còn hướng này là đi ra ngay tỉnh lộ 52. À, cách khoảng tầm là mấy chục mét thôi nha anh chị. Tí nữa em sẽ quay cho anh chị xem ha. Đây này. À, đường 52 đây, tỉnh lộ 52 đây ha. Ra ngay chợ Long Tăng luôn nha anh chị. Đó, xe nói chung là đường đó là đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh nha. Kết nối từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tỉnh Đồng Nai ha. Tí nữa em sẽ quay ra chợ Long Tăng cho anh chị xem. Thì chủ cứ gửi cho em nguyên một căn nhà vườn. À, bán thấp hơn giá của ngân hàng định giá nha anh chị. Thì chủ cứ gửi cái lúc trước chủ vay ngân hàng ha. À, định giá là 1 tỷ 8 nha anh chị. Nhưng mà bán bây giờ chỉ còn là 1 tỷ 7 thôi anh chị ha. Tổng diện tích căn nhà vườn của mình là 430 mét vuông nha. Đây. À, nguyên một căn nhà vườn, nói chung à, nhà thì nói chung là cũ rồi nha anh chị. Thì anh chị có về sửa sang lại, mình thiết kế kiểu homestay nghỉ dưỡng quá tuyệt vời luôn. Ngay trung tâm của xã Long Tăng ha. Bán mặt tiền đây. Bán mặt tiền đây là 13 mét mặt tiền đường bê tông này. Phía sau nở hậu là 14 mét, sâu vào trong là 31 mét, có nhà cấp 4 nha. Chủ đã lên là 50 mét thổ cư, phía trước có cây mặn. 50 mét thổ cư rồi. Nhà của mình hiện tại là quay về hướng Bắc, lệch nhẹ về Đông xíu nha anh chị. À, lệch nhẹ về Đông ha. Đông Bắc nha anh chị. Đây có mấy cây ổi này, cây mẫn cầu. À, nhà cấp 4 này. À, nhà cấp 4 của mình là gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, một toilet và một phòng bếp nha anh chị. Phía trước sân này anh chị để ô tô thoải mái luôn. À, đây có cái cống đựng nước đây thôi ha. Đây. Mình không thích thì mình bỏ đi. Ngay chợ Long Tăng. À, giá thấp hơn giá ngân hàng định ha. Ngân hàng định là định giá là cho vay là 1 tỷ 8 nhưng mà chỗ bán chỉ có 1 tỷ 7 thôi. Có cây sòi này, chặt à. Nhưng mà nó đang vẫn còn sống luôn nha anh chị. Phía sau này anh chị có thể làm vườn ok ha, có cây thanh long. Đây bên này có mấy cây chuối ha. Phía sau mình có cái kho toilet nè, phòng tắm này luôn ha. Hiện tại có anh trai đang ngủ trong nhà. À, nói quay ở ngoài thôi. Đang ngủ. Nhà nói chung là nhà cũ thôi nha anh chị. Phía bên này anh chị có thể thiết kế đậu ô tô ha, chạy xăng đậu ô tô trong này. Cũng khá là ok ha. À, rất là rộng, nhà mình có thể sơn sửa lại nha anh chị, sơn sửa lại. Để em quay ra ngay chợ Long Tăng cho anh chị xem ha. Đây ra chợ Long Tăng này. Còn hướng này là anh chị ra ngay đường nhựa nhánh nha anh chị, đường nhựa nhánh. Để em quay ra đường nhựa cho anh chị xem. Đây là căn nhà của bên mình này. Cách chỉ một căn và một căn góc là tới đường nhựa nhánh nha anh chị. Ở đây thì khu dân cư đông đúc rồi, trường học, ủy ban, chợ rất là gần ha. Đất ở đây đất đỏ anh chị, đất đỏ Ba Giang ha. Làm vườn quá ok luôn. Và lại đường nhựa rồi. Đây, hướng này là cũng là hướng ra chợ Long Tăng ha. Còn hướng này thì anh chị đi ra tỉnh lộ 765 được luôn nha anh chị. Còn bây giờ em sẽ quay ra chợ Long Tăng cho anh chị xem đi hướng này. Sát với tỉnh lộ 52 luôn nha anh chị. Ở đây có đèn đường chiếu sáng ha. Có đèn đường chiếu sáng, có camera an ninh, điện nước đầy đủ. Rất thích hợp cho anh chị về đây mình đầu tư ha, hoặc là mình mua mình làm nhà vườn, quá tuyệt vời luôn ha.
Đường hướng này ra thì hơi nhỏ một chút xíu như vậy, nhưng mà hướng bên kia thì rất là rộng nha. Đây thì anh chị rẽ phải tỉnh lộ 765 lên đây là đi về khu công nghiệp Đông Anh ha, cách khoảng tầm là 300m thôi nha, 300m tới khu công nghiệp Đông Anh nha anh chị. Và cũng là hướng đi về ngã 6 Đá Bạc, đi về khu công nghiệp Đá Bạc ha, đi về Cẩm Mỹ Đồng Nai nha anh chị. Còn anh chị rẽ vào đây, anh chị rẽ về đây là về tỉnh lộ 52 này, đi về Long Phước của thành phố Bà Rịa. Mình xuống đây mình đi về chợ Long Tăng nha. Mình là gần chợ Long Tăng, gần nhà thờ Long Tăng, gần ủy ban, gần trường trạm ha. Đây, ngay vòng xoay Long Tăng nè, anh chị rẽ phải về đây là về tỉnh lộ 52, về Long Phước, về trung tâm thành phố Bà Rịa nha anh chị. Còn mình đi về hướng này là đi về vòng xoay Đất Đỏ, tượng đài mẹ Võ Thị Sáu, và cũng là về hướng về biển Phước Hải nha. Cách khoảng tầm 15 phút đi xe là tới biển Phước Hải rồi. Đây là chợ Long Tăng. Anh chị quan tâm căn nhà vườn inbox cho em nha. Bây giờ em mời anh chị xem sổ, xem quy hoạch, xem pháp lý, xem vị trí ở đây luôn ha. Mình là sổ sẵn công chứng sang tên ngay nha anh chị. Thửa đất số là 1334 tờ bản đồ 29, địa chỉ xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích 429m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 50m thổ cư, còn lại cây lâu năm, thời hạn đất ở lâu dài ha. Và đây là cái thửa của mình nha anh chị. Đất của mình là quay về hướng Đông Bắc ha. Em mời anh chị xem bản quy hoạch, ngang 13 này, nở hậu 14, sâu là 31m ha. Và đây là bản quy hoạch của mình nha anh chị, 429m², đất ở nông thôn toàn bộ nha, phủ hồng toàn bộ nha anh chị. Ngang 13, nở hậu 14, sâu 31m. Khu dân cư kín bít luôn nha anh chị. Ra đây là tỉnh lộ 52 này. Còn ra đây là đường nhựa nhánh ha, thông thương luôn, ngay ngay vòng xoay này. Đây là vòng xoay Long Tân, chợ Long Tân. Em mời anh chị xem vị trí ở đây luôn ha. Vị trí mình đây nha anh chị, sát với lại tỉnh lộ 52 765 đó ha. Đây là chợ Long Tân, trường học, ủy ban, nhà thờ rất là gần nha anh chị, ngay ngã ba luôn, tiện ích xung quanh nha anh chị. Thì đường tỉnh lộ 765 này, hướng anh chị rẽ trái hướng này là đi về về Đá Bạc, Châu Đức ha. Còn rẽ phải thì đi về chợ Long Tân và đi về vòng xoay Đất Đỏ này. Đi về vòng xoay Đất Đỏ và đi thẳng một đường là đi về biển Phước Hải ha. Đây, cách biển Phước Hải nó khoảng tầm là 15 phút đi xe thôi. Còn anh chị di chuyển về thành phố Bà Rịa thì nó mất khoảng tầm là 10 phút nha anh chị. Và đi theo quốc lộ 51 đi về trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh thì nó mất khoảng tầm là 85km nha. Đây, còn di chuyển về trung tâm thành phố Vũng Tàu thì khoảng tầm là hơn 20km nha anh chị. Anh chị quan tâm thì inbox liền cho em. Có nhà cho anh chị thiết kế về làm nhà vườn nghỉ dưỡng ha. Đây là khu công nghiệp Đông Anh. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.